ly bán dặn gió gỗ này. Cô này rồi ép tơ nha. Sa ba nè, mấy con dài dài không nè. Có con Wendy nè. Rất là nhiều, mấy xe dài lắm à. Như con này hơn 60 à. 62. Cái gan của mình là hơn 20. Sa ba nè. Sa ba nè, sa ba nhiều quá. Con này Wendy 380. Đây mình có cặp đây. Cặp này là của Đông Đức nha nè. Về ma nè. Cái này là 3 triệu nha. Bô. Mấy cặp này là khoảng tầm 3 triệu 3 nha. Cái này của Mỹ gì nha, Made in Mexico. Chơi thử luôn nha nè. Đây là mấy cái lo center nè. Bô còn có này nè. Đó, bán dẫn. Đây mình có một cái âm ly hát hò được luôn này nè. Con này là như của Đức hay sao ạ? Của Đức. Mới bắt chép rồi chỉnh được eco luôn nè. Chỉnh tông được luôn nè. Nói chung hàng châu Âu má âm ly hát hò ít lắm nha nè. Lâu lâu cũng có một con hai con. Là mấy cái đài bán dẫn. Cái lò này nè 40 không 2, 4, 6 cái lò nha nè. Cái đây là của hãng RVC RVC đó. RVC đúng rồi, RVC luôn nè. Nè mấy con này 1 triệu nè nè. Anh em gì chịu có vệ sinh nha nè. Nó ra thấy vậy mà nó hát hết nha nè. Của Đức luôn. Con này của Đức nè. Con này tính 700 ngàn thôi. Rundit là ngon nha. Của Đức nè. Mấy cái đầu đĩa Blu-ray nè, Samsung. Shop còn nhiều nha, shop nhiều đó nha nè. Shop là của Mỹ, của Đức còn có. Là có cặp lò Philips nè. Philips này là Philips của Bỉ, Belgium. Ba đường tiếng thấy không? Mới tin này thấy không? Gần nó này nè. Còn mấy chiếc xe đạp treo ra Panasonic. Mấy này xe đạp điện nha nè. Dưới đây còn con Yamaha nữa đây. Xe đạp còn chục chiếc nha nè.